Hôm nay, chủ đề lời của Đức Chúa Trời chúng ta mà các quý vị và tôi cùng dò xem là Hãy đi theo sau hòm giao ước. Với chủ đề này, các quý vị và tôi hãy có thời gian dò xem lời Đức Chúa Trời. Lời phán rằng Hãy đi theo sau hòm giao ước cũng là lời phán, dặn dò mà Đức Chúa Trời phán lệnh cho. Trong hết thảy mọi quá trình, người dân Israel 3.500 năm trước được giải phóng khỏi xứ Egypto là xứ của đầu ốm và đi vào xứ Canaan đượm sữa và mật, thì người dân Israel đã luôn đi theo sau Hồng Giao ước và dân vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Kể cả khi chinh phục thành Jericho là thành đầu tiên của xứ Canaan đượm sửa và mật, người dân Israel cũng đã đi vòng chung quanh thành Jericho trong suốt bảy ngày. Khi ngày nào cũng đi vòng chung quanh một bận, thì cái gì đã luôn chiếm vị trí ở hàng đầu tiên nhất vậy? hòm giao ước đã luôn chiếm vị trí ở đó người dân israel tuyệt đối không thể vi phạm hòm giao ước bởi vì đã có khoảng thời gian đức tin luôn đi theo sau hòm giao ước nên rốt cuộc họ đã giành lại được tự do và hòa bình mà đã bị mất và còn được ở giữa ân huệ được ban cho xứ canaan là sứ của lời hứa đượm sữa và mật Thế thì, hồng giao ước này vào ngày nay. Trước khi Đức Chúa Trời chỉ thị thông qua môi xe rằng hãy dựng nên đền tạm thì chẳng phải đã có lịch sử ngài dẫn dắt người dân Israel ban ngày bởi trụ mây, ban đêm bởi trụ lửa hay sao? Dù là hồng giao ước, dù là trụ mây hay trụ lửa, thì chủ thể ấy chính là ai vậy? Là Đức Chúa Trời. Ngài dẫn dắt người dân Israel bởi trụ mây và cũng dẫn dắt họ bởi trụ lửa. Và bởi hòm Giáo ước, Ngài đã dẫn dắt ở phía trước mặt người dân Israel và đã làm cho đổ sụp kể cả thành Jericho, được cho là pháo đài bất khả xâm phạm của xứ Canaan đượm Sửa và Mật. Rốt cuộc, vì người dân Israel đi theo sau hòm Giáo ước, nên mới đã xảy ra hết thảy lịch sử đáng ngạc nhiên ấy. Thế thì, ngày hôm nay, giữa lời trong 66 quyển Kinh Thánh, được định rằng chúng ta phải đi theo ai vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này. Trong Khải Huyền chương 14, đã được định như thế nào vậy? Đã được phán rằng, chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời đứng làm công việc bởi hòm giao ước vào cựu ước, đích thân đến trái đất này, vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, thì chúng ta đừng làm ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời mà đi ở phía trước. Nhưng hãy chỉ luôn đi theo con đường ấy, dù phương pháp và phương hướng mà Ngài dẫn dắt cho là thế nào chăng nữa. Đi theo thì rốt cuộc nơi đặt đến chẳng phải là xứ Canaan hay sao? Giống như thế này, hết thảy chúng ta của thời đại này ngày nay cũng phải biết làm theo ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là hòm giao ước. Nếu như trở nên lập trường đi phía trước hòm giao ước ấy hoặc là quay trở lại ý muốn ấy hoặc là làm ngược lại ý muốn ấy thì giống như lời phán trong nội dung mà Ngài cho xem thấy trong lịch sử của hình bóng tuyệt đối không thể giành được xứ canaan đượm sửa và mật người dân israel đã luôn làm hành động ở phía sau hồng giao ước kể cả khi đi ngang qua jordan họ cũng tiến hành ở phía sau hồng giao ước kể cả khi đi vòng quanh bảy bận jericho là thành đầu tiên của canaan thì vị trí của người dân israel lúc nào cũng là ở phía sau hồng giao ước hồng giao ước tiến hành ở phía trước người dân xem kinh thánh thì thấy toàn bộ đều được ghi chép như thế Thời đại này ngày nay cũng vậy. Khi Đức Chúa Trời Elohim là Thánh Linh và Vợ Mới ở phía trước chúng ta, mà dẫn dắt chúng ta vào con đường cứu rỗi và dẫn dắt cho tới tận nước thiên đàng vĩnh cửu, thì chúng ta phải biết luôn đi theo sau Ngài. Không nên nhìn vào suy nghĩ của loài người hoặc năng lực của cá nhân mà đi theo, nhưng phải luôn hòa khớp với lời tiên tri kinh thánh. Chúng ta phải biết làm hành động ở phía sau Hồng Giáo Ước trong khi khi khắc sâu sắc trong lòng sự dạy dỗ chí thánh của Đức Chúa Trời là đấng giáo huấn chúng ta trong kinh thánh. Chúng ta không thể bỏ qua lịch sử của Môi-se 3.500 năm trước là người chỉ đạo của người dân Israel. Môi-se đã dẫn dắt người dân Israel suốt 40 năm đi vào xứ Canaan đượm sửa và mật. Đã không có người nào như mì bằng Môi-se. Cũng đã không có người nào có lòng nhịn nhục bằng Môi-se. Cũng không có người nào có năng lực lãnh đạo thế ấy. Tại sao Moses đã không thể đi vào xứ Canaan? Dù đã dẫn dắt người dân Israel rất tốt suốt 40 năm. Ở đó có một vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề gì vậy? Khi người dân làm bầm và bất bình rằng người đã dẫn chúng tôi đi vào nơi không có nước. Thì Đức Chúa Trời đã phán với Moses rằng: Hãy cầm lấy cây gậy ấy mà đập vào đá khi đập vào đá này thì bởi vì ngày nào cũng chỉ toàn nghe những lời làm bầm của người dân suốt tận 40 năm chứ không hề có lời thể như xin cảm tạ vì Ngài đã dẫn dắt ra khỏi xứ Ai tôi và đã cứu rỗi cho nên tâm linh của môi xe đã bị tổn thương dường bao cho nên cầm lấy cây gậy và chỉ cần đập vào đá một lần cũng đủ rồi thế mà ông đã đập hai lần để cho thấy thể như rốt cuộc chẳng phải tôi đã làm như thế này hay sao ông đã làm lộ ra sự công bình của bản thân rốt cuộc nói cách khác thì điều này có nghĩa là bày tỏ vinh hiển của bản thân còn trước hơn hòm giao ước và vinh hiển của đức chúa trời đã đi mất nên đức chúa trời rất lấy làm tiếc về điều này người chỉ đạo tuyệt vời giống như môi xe là người đáng lẽ đương nhiên được đi vào xứ cana đượm sửa và mật đức chúa trời thương tiếc hết thảy lao khổ và công sức thời gian qua của ông. Nên tuy không được đi vào xứ Canaan, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ hầu cho ông nhìn thấy xứ Canaan. Thế nên, rốt cuộc, Môi-se đã kết thúc cuộc đời trên đỉnh Nebo thuộc địa phận Canaan. Ông đã không thể đi vào tới tận xứ Canaan. Sau đó, Joshua đã được tiếp nối công việc mà Môi-se đã tiến hành. Tại đây cũng giống như vậy, Lúc nào Ngài cũng phán rằng, hãy làm gì? Ngài đã phán rằng, đừng làm hành động ở phía trước hòm giao ước. Các con cái của Đức Chúa Trời mà phải đi vào nước thiên đàng vĩnh cửu. Tức là các người dân trên trời thì phải biết làm hành động ở phía sau hòm giao ước. Nghĩa là chúng ta đừng quên mất sự dẫn dắt ấy mà Đức Chúa Trời hướng dẫn cho. Chúng ta hãy suy nghĩ tới sự rằng, chỉ một suy nghĩ rằng, tôi làm thế này. Thể như Moses chỉ một lời ấy đã trở nên chướng ngại vật ngăn chặn khiến cho không thể đi vào xứ canaan đượm sửa và mật có thể coi rằng giáo huấn này thật rất quan trọng thay hết hại chúng ta vào thời đại này ngày nay cũng vậy phải luôn tiến hành công việc nào đó mà đức chúa trời ban cho trong khi hòa khớp với ý muốn của đức chúa trời nếu không như vậy mà lại nghĩ rằng tôi làm như thế này thì dường như được tốt đẹp hơn mà dường như phương thức thể này là tốt hơn mà nhưng không như thế đâu dù là bất cứ điều gì. Khi tiến hành theo như ý muốn mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy tuân theo, thì con đường ấy chính là con đường nước thiên đàng. Con đường ấy là phương pháp tốt nhất và là con đường tin lành tuyệt vời. Hôm nay, chúng ta hãy tìm kiếm lời kinh thánh với nội dung thể ấy. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Giô-xuê chương 1, câu 10. Bây giờ, Giô-xuê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng hãy chạy khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng hãy sắm sẵn thực vật vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô Đanh này đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp Giô-sê cũng nói cùng người Ruben người Gát và phân nửa chi phái Manase mà rằng hãy làm thế nào đối với điều Môi-se tôi tới Giê-hô-va đã dặn các ngươi khi người có nói jehovah đức chúa trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi chúng ta cũng nhất định phải ghi nhớ lời này đã được phán rằng đừng quên mất nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời này rằng đức chúa trời chắc chắn sẽ ban xứ này cho các ngươi ngài đã ban lời phán nào cho chúng ta ngày nay vậy Nơi không có sự chết, không có than khóc, không có kêu ca, không có buồn rầu. Nhưng hàng ngày là cuộc đời vinh hoa. Ngài phán rằng, sẽ làm thế nào nước thiên đàng đời đời cho đến đời đời vô cùng này? Đối với chúng ta vậy. Tại đây đã được phán rằng, các ngươi đừng quên mất, nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời này mà Ngài phán rằng, sẽ ban cho Canaan. Chúng ta cũng phải tiến bước trong khi nhất định ghi nhớ lời phán ấy không phải đi đến hội thánh vừa phải sinh hoạt tín ngưỡng vừa phải trên trái đất này là được đâu nhưng chúng ta phải sinh hoạt tín ngưỡng đúng cách dù là kể từ giây phút này hôm nay hết thảy chúng ta phải sinh hoạt tín ngưỡng sao cho đáng là tín ngưỡng nhờ đó có thể bước đi con đường đức tin đúng cách mà đức chúa trời mong muốn đừng suy nghĩ một cách mặc nhiên như thế này rằng vì tên tôi đã được ghi vào sách sự sống hội thánh rồi nên cư xử ra sao thì cũng được đi vào thôi. Hôm nay Đức Chúa Trời chúng ta ban cho lời phán rằng, người chớ quên mất nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời ấy. Đây là lời phán Ngài ban cho đầu tiên khi Joshua được truyền lại nhiệm vụ. Ngài đã phán rằng: "Các ngươi nhất định hãy ghi nhớ lời ấy, mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán rằng sẽ ban sự nghỉ ngơi và lời này mà Ngài đã phán rằng sẽ ban xứ này cho các ngươi." Ở phía trước đó còn có thành Jericho nữa, đúng không? Ấy là ngay trước khi đi vào xứ Canh An đượm sửa vào mật. Dù vẫn chưa đi vào thế mà, Ngài phán rằng nhất định hãy ôm lấy trong sự trông mong lời ấy, mà Ngài phán rằng sẽ ban cho hết thảy sự này. Và vì là lời phán của Đức Chúa Trời, nên hãy tiến hành trong khi tin một cách tuyệt đối rằng nhất định được hoàn thành. Xem lời trong chương 2, thì có cảnh hai người thám tử đã được sai đi để do thám Jericho. Chúng ta hãy xem trong câu 22 về cảnh họ trở về và báo cáo chúng ta hãy xem chương hai câu hai mươi hai vậy hai người đi đến núi ở đó ba ngày cho đến khi những người đuổi theo mình trở về mấy người ấy kiếm họ cùng đường nhưng không gặp hai người do thám bèn đi xuống núi trở về khi đã qua sông jordan rồi thì đến gần jose con trai nun thuật cho người mọi điều đã xảy ra Hai người nói cùng Joshua rằng, quả thật, Đức giê va đã phó cả sứ vào tay chúng ta, và lại hết thảy dân của sứ đều sơn lòng trước mặt chúng ta đã được phán như vậy. Họ đã báo cáo với Joshua như thế về lập trường của Jericho. Hai người thám tử đi đến đó rồi trở về đã nói rằng họ đều đang sơn lòng. Trông thấy rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, nên bây giờ họ đều đang rất run lẩy bẩy và sợ hãi lúc thế này một trong số mệnh lệnh mà jose phán ra là tuyệt đối chớ đi ở phía trước hòm dơ ước jose nói rằng hết thảy dân sự đều hãy đi theo phía sau hòm dơ ước chúng ta ngày nay cũng vậy tín ngưỡng của chúng ta quả thật có đang đi theo phía sau đức chúa trời mẹ jerusalem là thực thể của hòm dơ ước chăng có đang đi theo phía sau cha chăng bây giờ chúng ta đang được thấy sự hiện diện của đức chúa trời là đấng đã, đã trở nên trụ mây vào ban ngày và trở nên trụ lửa vào ban đêm mà dẫn dắt người dân Israel từ Ai Cập cho tới tận Canaan. Chúng ta đáng lẽ phải biết đi theo sau Ngài. Thế mà chúng ta lại luôn suy nghĩ, thể như suy nghĩ của chúng ta là tốt hơn. Dù có năng lực thiếu thốn, không thể đoán biết dù ở ngay trước mắt. Thế mà lại suy nghĩ như thể mình là tuyệt vời. Chúng ta hãy bỏ đi hết thảy khỏi chúng ta. Các suy nghĩ không đúng, thể như suy nghĩ của sao mai, con trai của sáng sớm và phải gìn giữ giữa tấm lòng chúng ta trạng thái đức tin ấy của những người đã nhận được xứ Canaan đi theo con đường của lời tiên tri này trong kinh thánh chẳng phải vậy sao chúng ta hãy một lần chuyển sang Joshua chương 3 chúng ta hãy xem chương 3 câu 1 Joshua dậy sớm ở si tim đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Jordan và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông cuối ba ngày các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê Vi khiên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo ở vị trí thế nào vậy? Nhất định hãy đi theo phía sau hòm giao ước đã được phán như vậy. Nghĩa là khi thấy nội dung thầy ấy thì việc mà các ngươi phải làm không phải gì khác mà duy trì là điều ấy thôi, đúng không? giô cho biết rằng không phải nhiệm vụ khác được giao phó cho các ngươi đâu. Nhưng duy chỉ sự đi theo phía sau, ấy là việc mà các ngươi phải làm. Là tín ngưỡng mà các ngươi phải có. Và là bổn phận mà các ngươi phải tiến hành. Chúng ta hãy xem lời trong câu 4. Xong là giữa khoảng các ngươi và họ giao ước phải cách chừng 2.000 thước. Nói tới 2.000 thước thì là khoảng cách khoảng độ 800, 900 mét. Hãy giữ khoảng cách ở mức độ ấy. Chớ đến gần. Có nghĩa là đã được phán rằng Chớ đến gần hồng giao ước Hầu cho các ngươi có thể biết Đường mình phải đi theo Vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ giô cũng nói cùng dân sự rằng Hãy làm cho mình ra thánh Vì ngày mai Đức Diêu Va sẽ làm những việc lạ lùng Giữa các ngươi Đoạn giô nói cùng những thầy tế lễ rằng Hãy khiến hòm giáo ước đi qua trước dân sự Vậy những thầy tế lễ khiến hòm giao ước và đi đầu dân sự. Các thầy tế lễ khiến hòm giao ước và đã tiến hành ở phía trước hơn người dân. Bởi vì họ phải vận chuyển hòm giao ước, đúng không? Chúng ta hãy xem lời trong câu 7. Đức giê phán cùng Joshua rằng, Ngày nay, ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng môi xe vậy. Người phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiên hòm giao ước. Khi nào các ngươi đến mé sông Giô Đành thì hãy dừng lại tại giữa sông. giô suê bàn nói cùng dân Israel rằng, hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói, nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng, Đức Chúa Trời hàng sống ngự giữa các ngươi. Và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi, dân Canaan, dân Hê Tiếp, dân Hê Vít, dân Pharisit, dân Amorit và dân Jebusit. Này, hồng giao ước của Chúa cả thế gian đi ở đâu đối với các ngươi vậy? Đã luôn tiến hành ở phía trước. Như thể có ghi chép của sứ đồ dân về những người dân được cứu rỗi trên đất là những người một mực đi theo phía sau dù chiên con dẫn dắt đi bất cứ nơi đâu. Giống như lời phán Ngài ban cho trong Khải huyền chương 14. Những người dân Israel cũng luôn chỉ đi theo sau hòm giao ước. Đi theo con đường ấy thì, dù là quãng đường chỉ 200 km thôi, thế nhưng họ đã đi theo suốt 40 năm. Đấng phán mệnh lệnh rằng, hãy đi theo phía sau hòm giao ước. Chính là ai vậy? Chúng ta hãy xem một lần rằng, những thầy tới lễ khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va để bàn chân mình như thế nào. Chúng ta hãy xem câu 11. Này, hồng giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Jordan. Vậy hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người. Và khi những thầy tế lễ khiến hồng giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Jordan, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đang đi qua sông Jordan, thì những thầy tế lễ khiến hồng giao ước ở trước mặt dân sự nghĩa là vị trí của hòm giao ước luôn ở phía trước người dân còn người dân thì đi theo phía sau ấy hình ảnh này là hình ảnh được tiến hành trong suốt 40 năm chúng ta hãy xem câu 15 vả trọn lúc mùa gặt sông Giô Đanh tràn lên khỏi bờ khi các người khiến hòm đến sông Giô Đanh và chân của những thầy tế lễ khiến hòm mới bị ướt nơi mé nước thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại dồn thành một đống. Xa ra một khoảng đến thành Adam là thành ở bên cạnh sách thành. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn đã rẽ đoạn ra. Rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho đã được phán như vậy. Chúng ta hãy hồi tưởng hình ảnh mang tính hình bóng vào 3.500 năm trước của người dân Israel đã đi theo phía sau hòm giáo ước. Và vào thời đại này, ngày nay, cũng vậy. Chúng ta phải biết hiểu ngay thẳng về sự quan phòng của Đức Chúa Trời là đấng phán lời rằng hãy đi theo dù chiên con dẫn dắt đi bất cứ nơi nào đấng phán rằng hãy đi theo phía sau là đức chúa trời chúng ta thế mà nếu người dân không đi theo ở phía sau mà đã cứ đi ở phía trước thì sẽ xảy ra vấn đề rất lớn thay đúng không chúng ta hãy xác minh lại một lần trong Joshua chương 3 câu 7 Đức Giê-hô-va phán cùng xe rằng Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng môi vậy. Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiến họm giao ước. Khi nào các ngươi đến mé sông Jordan thì hãy dừng lại tại giữa sông. Joshua bèn nói cùng dân Israel rằng hãy lại gần, nghe lời của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hàng sống ngự giữa các ngươi Ngài đuổi hết thảy dân Canaan. Chúng ta hãy xem câu 11. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Jordan đã được phán như thế này. Sự hầu cho vị trí của hòm giao ước luôn ở phía trước là sự dặn dò của Đức Chúa Trời và là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Không chỉ riêng hòm giao ước ở đây là như thế đâu. Chúng ta hãy chuyển sang suốt Ai Ký chương 13. Thông qua lịch sử đã qua thể này, Kể cả trong quá trình Thánh Linh và Vợ Mới dẫn dắt chúng ta đi tới tận Canaan, nước thiên đàng vĩnh cửu. Vào thời đại Đức Thánh Linh này, ngày nay cũng vậy. Chúng ta không nên làm trái ngược ý muốn của Ngài. Nhưng hãy biết luôn đi theo phía sau Ngài và biết thuận ứng theo Ngài. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy xem suốt Ý Giúp Tô Ký chương 13. Xem lời trong chương 13 của 21 thì được phán rằng Đức Giê-hô-va đi ở vị trí nào vậy? đã được phán rằng Ngài đi trước dân sự. Đức Diêu và đi trước dân sự. Ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi. Ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng. Hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự. Trụ lửa ban đêm cũng vậy. Luôn thấy rằng kể cả trụ mây, trụ lửa cũng vậy. Rốt cuộc, Đức Chúa Trời ở phía trước dân sự và khai thác hết thảy mọi con đường và hầu cho các con cái đi theo phía sau Ngài. Con đường đi theo ấy là con đường rất dễ dàng thấy. Thế nhưng vì cứ đi ngược lại nên cứ làm ra các sự việc khó khăn. Cứ làm ra các con đường khó khăn. Con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt cho đều có lý do cả. Nên Ngài đã dẫn dắt vào con đường ấy. Ngài dẫn dắt suốt 40 năm. Rốt cuộc cũng là để giáo dục người dân Israel toàn bộ luật pháp, mạng lệnh và phép đạo của Đức Chúa Trời. Đã có sự quan phòng của Đức Chúa Trời, hầu cho họ có được mọi diện mạo với tư cách là người dân ngay thẳng và đúng cách của Đức Chúa Trời ở trên đồng vắng. Nhờ đó hầu cho họ được đi vào xứ Canaan. Chúng ta hãy chuyển sang câu 14. Chúng ta hãy xem lời trong chương 14, câu 24. Chúng ta hãy xem suốt Egypto ký, chương 14, câu 24. Vả đến canh sáng, Đức giê ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ai Cập bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến giận dắt cực nhọc. Người Ai Cập bèn nói nhau rằng, ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức giê thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Đức giê phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ai Cập binh xa và lính kỵ của chúng nó mô xe bèn giơ tay mình ra trên biển. Lôi sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại. Người e To chạy trốn bị nước chặn. Vậy, Đức Diêu và số họ xuống giữa biển đã được phán như vậy. Xem tại đây bây giờ cũng vậy. Đức Chúa Trời chỉ đạo người dân Israel đẩy lùi và hủy diệt hết thảy quân địch ở giữa trụ mây và trụ lửa. Ở tại đây, không có việc gì mà người dân Israel đã làm cả. Ngoài việc chỉ cứ đi theo thì đã không có việc gì mà họ làm cả. Đúng không? Hình ảnh chúng ta ngày nay cũng giống như vậy. Bài chiên chỉ cần đi theo y nguyên như người chăn chiên dẫn dắt. Thì người chăn chiên sẽ dẫn dắt chúng đến nơi có đồng cỏ. Là nơi có nhiều nước và lương thực phong phú. Chẳng phải vậy sao? Bài chiên chỉ cần đi theo người chăn chiên là được. Chúng ta đừng quên mất nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời mà Ngài phán rằng hãy đi theo phía sau hòm giáo ước. Thế thì, chúng ta hãy một lần thử so sánh giữa lịch sử hình bóng thể này của ngày qua với lịch sử của tinh lành này mà chúng ta thời đại ngày nay phải bước đi. Chúng ta hãy một lần xem lời trong Khải Huyên chương 14. Chúng ta hãy xem chương 14 câu 1. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó Họa chăng chỉ có 14 vạn 4 ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn tinh khiết. Chiên con đi đâu? Những kẻ này làm thế nào? Đi theo không có nghĩa là đi ở phía trước, đúng không? Nghĩa là sẽ luôn làm theo tấm gương ấy. Con đường ấy mà Ngài khai thác cho. Những kẻ này theo đó, những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Kinh Thánh cho biết như thế này vào thời đại đức thánh linh cuối cùng ngày nay chúng ta phải biết đi theo phía sau đức chúa trời tuy nhiên dù có lời phán chí thánh đến đâu mà ngài ban cho chăng nữa nhưng lại không làm theo mà nghĩ rằng vì hiện thực của tôi là như thế này vì hoàn cảnh của tôi là như thế này vì lập trường của tôi là thế này thế kia suy nghĩ kinh thánh tùy tiện theo ý mình áp dụng vào hoàn cảnh và lập trường của bản thân mà không làm theo phương hướng mà đức chúa trời dẫn dắt mặc dù con đường lung tung khác đang được làm ra thế mà lại viện cớ rằng không thể như thế mà không đi theo hòm giao ước và con đường của đức chúa trời chúng ta tuyệt đối không được phạm phải sự đáng tiếc thế này vào ban ngày ngài dẫn dắt bởi trụ mây thì phải đi theo trụ mây vào ban đêm ngài dẫn dắt bởi trụ lửa thì phải đi theo trụ lửa con đường khác thì tuyệt đối không thể trở nên con đường dành cho chúng ta. Đối với lời Ngài phán rằng, hãy đi theo phía sau hòn dầu ước. giô đã nói rằng, tuyệt đối chớ quên mất. Và cũng nói rằng, tuyệt đối chớ quên mất lời Ngài phán rằng, sẽ ban cho chúng ta xứ canan, đượm sữa và mật này. Ngài sẽ làm cho hoàn thành theo như lời hứa của Đức Chúa Trời, hay sẽ không làm cho hoàn thành vậy? Thế thì kể cả sự Ngài hứa rằng, sẽ ban cho chúng ta nước thiên đàng vĩnh cửu, rốt cuộc sẽ ra sao vậy? Các quý vị tuyệt đối đừng quên mất điều đó. Đau đớn của cơn đói có trong chốc lát trên trái đất này. Hoàn cảnh có được ít hơn và hưởng thụ ít hơn so với người khác trong cuộc sống một chốc một lát. Tuyệt đối đừng đổ lỗi cho điều thế này. Điều này chỉ một chốc nữa thôi sẽ qua đi hết thảy. Còn nước thiên đàng thì ra sao vậy? Là đời đời và mãi mãi. Chúng ta phải có được sự khôn ngoan, biết nắm giữ sự đời đời ấy. Đúng không? Cho nên, dù Ngài dẫn dắt đi bất cứ nơi nào, thì chúng ta phải biết đi theo. Chúng ta phải biết đi theo ở vị trí phía sau của hòm giao ước. Phải biết đi theo ở phía sau của trụ mây và trụ lửa. Nếu chúng ta đi phía trước trụ mây, đi phía trước trụ lửa, mà nói rằng, trụ mây ơi, xin hãy đến đây. Trụ lửa ơi, xin hãy đến đây. Rồi tùy ý bản thân mình, mà bước đi trên con đường tinh lạnh, thì tuyệt đối không được đâu. Chúng ta hãy xem một lời trong Esai chương 60, Chúng ta hãy xem lời trong Esai chương 60, câu 20. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức giê sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sâu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi, hết thảy, sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời. Ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm. Để ai được vinh hiển? Để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, à, Đức giê va sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nó đã được phán như vậy. Chỉ là đối với các con cái bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì kẻ rất nhỏ mới nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu mới trở nên một dân mạnh. Nhưng nếu không làm như vậy, mà lại nói rằng, tôi đã làm như thế này, tôi dạy dỗ tốt lời một cách ân huệ đến mức này, tôi có năng lực chỉ đạo, năng lực quản lý rất tốt, vì cứ bày tỏ ra bản thân mình nên rốt cuộc không thể đi vào tới tận xứ Canaan giống như môi xe. Dù đã làm một phần công việc tính lành của Đức Chúa Trời, nhưng lại không thể đạt đến giữa vinh hiển ấy cho đến cuối cùng. Chúng ta không nên phạm phải sự đáng tiếc thế này. Thưa các quý vị, giống như lời trong Esai chương 60, chúng ta được tiên tri với tư cách là những người bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Những người thế ấy thì kẻ rất nhỏ mới nên một ngàn Còn kẻ rất hèn yếu mới trở nên một dân mạnh Đến kỳ thì ai làm hoàn thành công việc ấy vậy? Đức Chúa Trời làm Đã được phán rằng Đức Chúa Trời đứng đi phía trước chúng ta Với tư cách là hòm giao ước Và đi phía trước với tư cách là trụ mây và trụ lửa Sẽ nôn nã làm hoàn thành hết thảy mọi công việc này Ngài sẽ làm phân rẽ biển đỏ Cũng sẽ toàn diệt kể cả quân đội Egypto Đuổi theo phía sau Đúng không? Không có việc gì mà người dân Israel đã làm cả kể cả chinh phục jericho cũng vậy ai đã làm vậy người dân israel đã làm chăng họ đã chỉ đi chung quanh thôi họ đã chỉ đi theo sau hòm giáo ước đi theo phía sau hòm giáo ước thôi và họ đã chỉ kêu la khi được bảo rằng hãy kêu la thôi họ đã không bắn tên tùy ý họ hoặc đã sử dụng giáo để chinh phục thành jericho đâu họ đã chỉ đi theo phía sau hòm giáo ước thôi đã chỉ làm vậy thôi nhưng đã xảy ra kết quả thế nào vậy đã xảy ra kết quả được thắng lợi đó điểm cuối cùng của con đường này mà chúng ta đang bước đi bây giờ rốt cuộc là đâu vậy chẳng phải là nước thiên đàng vĩnh cửu hay sao nước thiên đàng ấy chẳng xa nữa đâu thể như lời mà jose đã nhấn mạnh cho hết thảy người dân israel rằng đừng quên mất nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời ấy chúng ta ngày nay bây giờ đang được truyền thay lời phản ấy thông qua lời của đức chúa trời chúng ta được truyền lời rằng đừng quên mất lời mà ngài phán rằng vì nước thiên đàng đang đến gần nên đừng quên mất ta sẽ ban canaan nước thiên đàng vĩnh cửu cho các ngươi cũng đừng quên rằng ta sẽ ban sự tự do cho các ngươi nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời mà ngài phán rằng ta sẽ hầu cho hưởng thụ phước lạc và sự sống đời đời cho đến đời đời mãi mãi tại thế giới vĩnh cửu không có sự chết cũng không có đau khổ cũng không có buồn rầu không có đau ốm cũng không có đau đớn ở giữa ân huệ mà Đức Chúa Trời chúng ta ban cho suốt bốn mùa bên bờ sông nước sự sống. Hôm nay, chúng ta một lần nữa hãy ghi khắc lời dặn dò của Đức Chúa Trời chúng ta. Đấng phán lệnh rằng hãy đi theo phía sau hồng giao ước trong lịch sử hình bóng đã qua vào 3.500 năm trước. Lời phán ấy mà Đức Chúa Trời đã giao ước cho. Ta sẽ ban cho các ngươi xứ Canaan đượm sữa và mật. Ta sẽ hầu cho phạm nơi nào bàn chân các ngươi đặt đến đều sẽ trở nên xứ của các ngươi đừng quên mất. Nhưng nhất định hãy ghi nhớ lời phán ơn huệ ấy của Đức Chúa Trời. Giống như thế, Đức Chúa Trời cũng đã hứa ban cho nước thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta cũng đừng quên mất lời hứa ấy. Đương nhiên, kể cả cuộc sống trên trái đất này của chúng ta cũng quan trọng. Nhưng, hết thảy chúng ta hãy đặt cuộc sống nước thiên đàng vĩnh cửu vào giữa sự trông mong của chúng ta lớn hơn và tuyệt đối đừng để tuột mất hoặc để đánh mất nước thiên đàng chúng ta đã ở trên vị trí bị định phải đi vào lửa địa ngục đời đời mãi mãi thế nhưng đức chúa trời cha đức chúa trời mẹ chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi giữa tội ác ấy và dẫn dắt vào con đường có thể ăn ở trong khi tên của chúng ta được ghi trên sách sự sống mong các quý vị và tôi nhất định đi theo con đường của cha mẹ là hòm giao ước nhờ đó được đạt đến tận nước thiên đàng vĩnh cửu và tôi xin kết thúc lời hôm nay xin cảm ơn